Nghỉ học từ năm 13 tuổi, Angela Phương Trinh, Hoài Lâm vẫn kiếm cách xê trăm triệu. Chưa học xong phổ thông hoặc đại học, nhưng nhiều sao Việt vẫn rất thành công trong sự nghiệp. Angela Phương Trinh, sau khi nổi tiếng với vai diễn bà mẹ nhí trong Mùi Ngò Gai, Angela Phương Trinh đã thừa nhận việc chưa học xong phổ thông. Theo đó, ngôi trường cấp 2 mà cô theo học xác nhận người đẹp bỏ học từ năm lớp 9 và cuốn học bạ với những điểm số lẹt đẹt vẫn được nhà trường lưu lại. Nữ diễn viên Mùa Ngò Gai thú nhận rằng cô bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình. Thực tế gia đình cô hoàn toàn không thiếu thốn đến mức con cái phải nghỉ học như lời cô giải thích. Dù chưa tốt nghiệp cấp 2, nhưng với hình ảnh gợi cảm và diễn xuất ngày càng trưởng thành, Angela Phương Trinh vẫn nổi tiếng và tạo sức hút mỗi lần xuất hiện. Cô được xem là nữ hoàng thảm đỏ với những bộ trang phục lộng lẫy. Người đẹp cho biết, cách xê tham dự một event của cô là từ 1 đến 2.000 đô, trong khi các hot girl khác thì được trả thấp hơn cô 10 lần. Và người ta phải nài nỉ cô mới đi. Angela Phương Trinh tuyên bố giá trị của cô rất cao, nên không cần đại gia bao cô vẫn có thể sống tốt. Hoài Lâm vì mê ca hát và do học đuối, nên anh nghỉ học từ năm 13 tuổi để lặn lội từ Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Anh được danh hài Hoài Linh nhận nuôi và rèn giũa một thời gian trước khi ra mắt công chúng. Hoài Lâm cũng nhận thấy sự khó khăn khi bị thiếu hụt kiến thức và vốn sống so với nhiều người khác do bỏ học giữa chừng. Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa 2, Hoài Lâm có được bệ phóng tốt để trở thành nhân tố mới của showbiz Việt. Giới bầu show tiết lộ Hoài Lâm rất được kiều bào yêu mến, nên cái giá để nhận được sự đồng ý của phía Hoài Lâm cho một show diễn là không dưới 5.000 đô, một con số mà nhiều nghệ sĩ phải mơ ước. Giang Hồng Ngọc, quán quân X Factor, sinh trưởng trong gia đình có đông anh chị em là 7 người. Năm 12 tuổi, bố mẹ cô thất bại trong việc làm ăn nên phải bán nhà. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, cô phải bỏ học vào năm lớp 8, phụ bán cà phê cho gia đình. Không có điều kiện nên Giang Hồng Ngọc học thêm bên ngoài và tự tập luyện ở nhà. May mắn cô được nhạc sĩ Phù Sa, khi đó là chủ nhiệm lớp nhạc, phát hiện và nâng đỡ. Từ đó Giang Hồng Ngọc có cơ hội học hát, đi diễn ở các đám cưới. Năm 16 tuổi, cô đăng ký cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2005 và đoạt giải tư, giúp cô có show ở phòng trà. Năm 2014, cô tham gia X Factor và đoạt giải quán quân. Hiện tại, sau khi có thêm giải thưởng ở cuộc thi The Remix, cô đắt show hơn, cát xê cũng tăng lên nhiều. Hòa Minzy, chị gái Hòa Minzy từng xác nhận thông tin nữ ca sĩ chưa tốt nghiệp cấp 3 và tiết lộ lý do cô chủ quan cộng với bị ốm nên thi trượt. Sau đó, Hòa Minzy đăng ký thi lại nhưng trúng đợt tham gia cuộc thi Học viện Ngôi sao nên đành lỡ hẹn. Hiện tại cô đang hoạt động tại thị trường miền Nam và từng gây ồn ào với chuyện tình cùng Công Phượng. Ca sĩ Tuấn Hưng. Tuấn Hưng bỏ học giữa chừng khi đang là sinh viên của Đại học Dân lập Thăng Long. Khi tham gia nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, anh quyết định bảo lưu kết quả khi đang học năm 3 để vào Sài Gòn cùng nhóm. Từ lúc bảo lưu vào năm 2000 cho đến nay, giọng ca nắm lấy tay anh vẫn chưa quay lại trường hoàn thành khóa học. Năm 2013, trường Đại học Dân lập Thăng Long đã đưa ra thông báo chính thức về việc Tuấn Hưng bị buộc thôi học. Đến nay, anh là một trong những giọng ca nam hàng đầu của làng nhạc nhẹ, sở hữu nhiều hit trong sự nghiệp và ngày càng thành công. Hiện tại, Tuấn Hưng quản lý công ty giải trí riêng, từ ngồi ghế nóng cuộc thi The Voice. Những sao Việt từng điêu đứng vì trót phạm miệng hại thân. Nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra từ việc không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói đã gây ảnh hưởng đến hình tượng của các nghệ sĩ. Hương Giang Idol bị lên án khi bảo nghệ sĩ Trung Dân đúc đầu vào cầu tiêu. Vụ việc gây chấn động cả làng giải trí Việt trong khoảng thời gian dài chính là câu chuyện ứng xử của ca sĩ Hương Giang Idol với nghệ sĩ Trung Dân. Cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới toanh, cả hai đã có những va chạm đáng tiếc. Câu nói gây lên một làn sóng dữ dội xuất phát từ game show Siêu Sao Đoán Chữ, khi MC Đại Nghĩa đưa ra một câu hỏi và yêu cầu người chơi điền vào chỗ trống với nội dung. Các tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần ông ấy đúc đầu vào ba chấm và ông ấy bị thương. Trong khi nhiều nghệ sĩ đưa ra những đáp án hết sức bình thường như bàn ghế, lò nướng, máy giặt, thì Hương Giang lại chọn cho mình đáp án là cầu tiêu. Chính câu trả lời tưởng chừng như khác biệt đã khiến nghệ sĩ Trung Dân không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc chơi. Để bảo vệ cho danh dự của mình, nam nghệ sĩ buộc Hương Giang đổi ngay đáp án và sau đó cắt ngang chương trình ra về trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại trường quay. Nhận thấy lời nói quá trớn gây ảnh hưởng đến bậc cha chú và khiến mình bị ném đá, Hương Giang đã tìm đủ mọi cách để liên lạc và nhận lỗi.
Thế nhưng, khi liên lạc bất thành, cô đành đích thân xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân và khán giả trước báo chí. Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ đối với nữ nghệ sĩ. Trước áp lực của dư luận khiến cô không chịu nổi phải khóa trang cá nhân và tạm ngưng tham gia các hoạt động trong khoảng thời gian khó khăn của mình. Minh Hằng gật đầu khẳng định Hồ Ngọc Hà là người ép cô rời khỏi The Face. The Face mùa 2 đang diễn ra với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các vị huấn luyện viên trẻ. Thế nhưng trước đó, câu chuyện về các vị huấn luyện viên được đồn đoán cũng khiến người ta phải đau đầu. Người gặp nhiều rắc rối và phải gặp báo chí để phân trần sự việc chính là nữ ca sĩ Minh Hằng. Trước đó, khán giả từng hào hứng trước thông tin xác nhận của Minh Hằng về việc là một trong ba huấn luyện viên mùa thứ 2. Các fan của cô còn dự đoán đó sẽ là một khó khăn cho các gương mặt còn lại, dù chưa cần biết là ai. Bên cạnh kinh nghiệm diễn xuất, Minh Hằng còn là gương mặt quá thân quen của nhiều nhãn hàng tại Việt Nam. Thế nhưng các fan của nữ ca sĩ vui mừng chưa được bao lâu thì đã phải nghe tin cô bị chèn ép trước khi cuộc đua bắt đầu. Sau đó, theo một số nguồn tin cho biết, người đẹp này tự ý xin rút lui vì nhiều lý do không tiện chia sẻ. Đỉnh điểm câu chuyện là khi Minh Hằng trực tiếp trao đổi sự thật với báo chí với nhiều cảm xúc của bản thân. Cô quyết định không lấp liếm sự thật mà nói ra để nhãn hàng cô đang đại diện và người hâm mộ có thể hiểu những vấn đề mình đang gặp phải. Cô không nói tên người đó, nhưng cái gật đầu của cô đã xác nhận câu nói ai cũng được trừ Minh Hằng, chính là từ đàn chị Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, chính Hồ Ngọc Hà cũng không nằm trong ba huấn luyện viên The Face mùa thứ 2. Và sự việc này vẫn chưa bao giờ ngã ngũ bởi ban tổ chức không đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan. Đến thời điểm hiện tại, dù không còn nhắc đến nhau trong những câu chuyện của mình, nhưng mối quan hệ giữa hai nữ nghệ sĩ này vẫn bị cho là khá căng thẳng. Trấn Thành gây ồn ào với câu nói, nếu khán giả thấy hài nhảm hãy tắt TV. Sau khi bị nhà đài từ chối tham gia làm huấn luyện viên tuyệt đỉnh song ca nhí, Trấn Thành chịu một áp lực lớn từ việc bị mổ xẻ câu nói trong một bài phỏng vấn. Vốn quen với việc làm người dẫn chương trình, nói năng lưu loát, anh được xem là một trong những nghệ sĩ được lòng công chúng bằng khả năng ăn nói. Chính sự khôn khéo đó đã giúp Trấn Thành dễ dàng chiếm tình cảm khán giả qua các vai diễn cả trên sân khấu và phim ảnh. Thế nhưng, tai họa lại rơi vào anh với một bài phỏng vấn trải lòng lúc buồn bã. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí hãy tắt TV, câu nói khiến Trấn Thành mất đi một lượng fan không nhỏ. Câu chuyện vạ miệng không chỉ xảy ra với những nghệ sĩ ít tuổi, mà kể cả những người có thâm niên trong nghề cũng không tránh khỏi. Gần đây nhất chắc chắn không thể quên sự việc người mẫu Trang Trần dùng những lời lẽ không hay khi nói về đàn chị nghệ sĩ ưu tú Xuân Hương. Câu chuyện trở nên báo động khi rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bảo vệ hình ảnh đàn chị. Vợ cũ nam MC Thanh Bạch cũng lên tiếng khởi tố hành động thiếu kiểm soát của nữ người mẫu. Trước đó, Hương Tràm cũng từng dính vạ miệng với thầy của mình tại The Voice mùa đầu tiên. Sau đó, quán quân tiếp tục những phát ngôn mâu thuẫn về việc phẫu thuật thẩm mỹ, khiến khán giả phải ngao ngán khi nghe những thông tin kiểu này. Còn rất nhiều nghệ sĩ từng vì một câu nói mà trở thành chủ đề bàn tán của công chúng như Thái Thùy Linh với câu chuyện con gái là người tình của ba kiếp trước, hay Ngọc Trinh từng có phát ngôn để đời, không tiền thì cặp đứt mà ăn. Làm người của công chúng xưa nay vốn không hề dễ dàng, tác phong và lời ăn tiếng nói trước khán giả cần phải chỉnh chu và nghiêm túc. Bài học từ những người đi trước chính là sự răn đe cho các nghệ sĩ trẻ phải cẩn thận hơn trong nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Lần đầu mặc bikini sau sinh, nhìn vóc dáng Ngọc Lan ai cũng phải choáng. Sau 5 tháng lên chức mẹ, Ngọc Lan đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn. Mới đây, Ngọc Lan vừa hào hứng chia sẻ loạt ảnh cả gia đình nhỏ đi nghỉ dưỡng lên trang cá nhân với khán giả. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ cho người hâm mộ là bà mẹ bỉm sữa đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng, vòng eo thon gọn và săn chắc sau sinh. Trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Vũng Tàu mới đây, gái một con tự tin khoe vóc dáng, đường cong nuột nà của Ngọc Lan khiến nhiều người phải ganh tị. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Lan mặc bikini sau khi sinh. Giống như nhiều mẹ bỉm sữa khác, trong thời kỳ mang bầu, Ngọc Lan tăng cân khá nhiều, nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý mà nữ diễn viên đã lấy lại được vóc dáng như thời còn son rỗi. Qua ảnh có thể thấy vòng hai của bà xã Thanh Bình khá thon gọn và săn chắc. Loạt ảnh mặc bikini khoe đường cong mướt mắt của Ngọc Lan khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Gia đình nhỏ ba người hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình,